Chào mọi người đang xem cái video clip này của Tiến nha. Mình xin tự giới thiệu, mình là Tiến. Số điện thoại để liên hệ với mình là 0706 222 435. Thì số điện thoại là số để gọi, anh em mình cần lấy hàng gì hoặc liên hệ với mình thì cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại này của Tiến nha. Rồi hôm nay mình về một cái mẫu súng bắn đạn bi sắt nè, M1911. Rồi cũng có về thêm cái băng đạn dự phòng nữa. Đấy, băng này là cái mát xài CO2 nha, không phải cái mát xài ga. Cái loại nào xài ga thì không có sử dụng được. Hôm trước thì có một số khách nhắn tin là hỏi mình về cái băng M1 nè. Hôm nay thì mình về lại rồi. Đó, về thêm được mấy con M1911 bắn đạn bi 6 ly nha. Này là xài CO2 luôn. Đó, hôm nay thì mình về hàng, mình quay, mình giới thiệu với tất cả mọi người, giới thiệu cho anh em mình biết. Rồi mình có một số cái chia sẻ với anh em về cái cách mà để mình mua hàng, làm sao cho nó an toàn và nó hiệu quả nhất. Đó. Thì ngoài tìm được một cái shop uy tín, bán hàng uy tín, anh em mua uy tín ra, còn cái cách để anh em mua hàng nó cũng rất là quan trọng. Thứ nhất, mình nếu anh em muốn mua hàng an toàn thì cái vấn đề đầu tiên là anh em đừng bao giờ nhắn tin Zalo, coi như Zalo bỏ, đừng bao giờ nhắn tin Zalo. Nếu mà muốn xem hình ảnh thì hình ảnh trên YouTube nhiều cái trang bán hàng người ta cũng để rõ cụ thể rồi. Còn muốn xác thực lại nữa cũng có thể sử dụng một số cái ứng dụng của cái trang mạng xã hội khác, ví dụ như là Tele hoặc là Line, Instagram gì đó. Đó, nhưng cô hạn chế là nhắn tin, chỉ mình dùng số điện thoại để mình gọi thôi. Và số điện thoại là số điện thoại SIM rác, gọi xong bẻ SIM, giục bỏ cái SIM luôn. Khi mà mình nhận được hàng như vậy mới là an toàn. Đây mình chia sẻ một số cái sự việc mà mình biết được cho tất cả anh em mình biết luôn. Đấy, nhiều anh em mua hàng cứ nhắn tin trên Zalo rồi tám với nhau, dây mơ gãy má vô đó. Thật sự á, mà anh em biết á, khi mà cái người bán hàng á, người ta bị dính á, thì tất cả các thông tin đó, tất cả các thông tin nó đều trích xuất lại hết. Thí dụ như tin nhắn Zalo nè, nó sẽ in ra một cái tập như cái sớ táo quân vậy, từ Nam chí Bắc mà ở giữa miền Trung nó cũng dứt luôn, không có tha miền nào, anh em ở đâu nó cũng moi ra hết. Thí dụ như bị dính như cái chuyên án nó lớn á, là anh em mua những cái hàng mà cái hàng nặng thì không thể nào thoát được, trừ anh em mình mua những cái hàng nhẹ thì có thể là châm trước bỏ qua. Còn anh em dính tới những cái hàng nặng, ví dụ quân dụng hoặc là thể thao đồ thì mời hết, anh em bị đưa vào danh sách hết, không chạy. Rồi cái đó là mình nói là về vấn đề Zalo, là cái Zalo chính. Còn anh em tôi xài Zalo ảo, Zalo ảo cũng còn số điện thoại nhận hàng, mà số điện thoại nhận hàng vẫn còn cái địa chỉ đó, nếu là vẫn còn cái địa chỉ nhận hàng nó chính. Vì thế thứ nhất là địa chỉ phải xa nhà, không gần nhà tốt nhất. Thứ hai là xài SIM, là SIM rác, xài đặt hàng xong là quỷ luôn, khi mình nhận được hàng là xong đó. Anh em đừng có vào nhắn tin rồi các kiểu mà nói cái đó là không nên, tuyệt đối. Nói nhiều cái sự việc mà khi mà nó đã xảy ra nó phiền lắm anh em ạ. Đây là mình thật sự là mình chia sẻ nó rất là phiền đó. Nên anh em mình mua hàng thì lưu ý giúp mình nha. Cái vấn đề anh em cứ vào gửi hình gửi ảnh cho mình xem Zalo, nhiều anh em xài Zalo chính đi hỏi mua hàng nhìn thấy ghê quá đó. Mình có một số cái vấn đề mình muốn chia sẻ với anh em lưu ý nha. Để mà mình khi mình mua được hàng rồi, mua về rồi đó, mình xài sau này cho nó an toàn hơn nữa, nó không có gặp một cái số vấn đề mà nó không có một số vấn đề đáng tiếc nó xảy ra nha. Rồi mình kết thúc cái video tại đây nha. Hôm nay có một số ý chia sẻ cho anh em mình, anh em nào có ý kiến gì thì cứ để lại ở dưới bình luận video nha, mình sẽ xem và trả lời cho tất cả anh em mình luôn. Rồi xin chào, bye bye.